Hôm nay em Thảo sẽ giới thiệu đến mọi người hai loại tam thất nhà em Thảo mà được bán với số lượng cực kỳ nhiều. Đầu tiên đó chính là tam thất vít 1. Loại này thì size nó rơi vào tầm 38 đến 40 củ 1 kg. Và loại 2 thì bên em Thảo hay gọi là vip 2. Loại size là từ 78 cho đến 80 củ 1 kg. Tam thất được em nhập trực tiếp từ Văn Sơn. Và đặc tính thổ nhưỡng nơi đây là toàn bộ cát vàng, độ cao từ 1200 đến 1700 m. Cho nên các củ tam thất ở bên em sẽ cứng hơn và cái dược tính của nó sẽ mạnh hơn và tốt hơn các tam thất trên thị trường rất là nhiều. Nhưng mọi người thì chắc cũng biết là tam thất nó rất là tốt. Nhưng mà mọi người sẽ chưa biết rõ là tam thất thì nó sẽ tốt những gì. Những ai có thể dùng tam thất và những ai thì không nên dùng tam thất. Tam thất có tác dụng hàng đầu trong việc cầm máu, tiêu máu ứ, giảm viêm và sưng đau. Cái thứ hai, tam thất ngăn ngừa tổn thương não do xuất huyết nội sọ, giúp cầm máu, bổ máu, điều trị rối loạn sinh sản, giảm huyết áp, tăng cường khả năng bảo vệ tim, hồi phục hệ thần kinh và tăng cường trí nhớ, điều hòa kinh nguyệt, phòng ngừa và điều trị ung thư. Có tác dụng chống lão hóa, giải độc vết thương do rắn hoặc côn trùng cắn. Và bây giờ tình trạng mọi người bị huyết áp cao, mỡ máu rất là nhiều, cho nên tam thất cực kỳ tốt trong cái việc mà hạ mỡ máu nha mọi người. Và những người sau thì không nên sử dụng tam thất. Đầu tiên đó chính là phụ nữ mang thai, thứ hai là phụ nữ đang bị rong kinh và thứ ba là những người đang bị cảm lạnh. Tam thất ấy thì sử dụng rất là đơn giản thôi, mọi người có thể hãm nước uống hoặc là pha như pha trà ấy. Và thường thì em thấy là mọi người hay sử dụng nhất đó chính là tán bột ra, sau đó trộn với mật ong và sử dụng. Tam thất thì sẽ sử dụng tốt nhất là vào buổi sáng trước khi ăn. Tuy nhiên với những bác nào mà bị đau dạ dày thì uống giúp em là sau ăn 30 phút đến 1 tiếng nhé.